Theo đó, sáng ngày 7 tháng 9, người dân phát hiện một xe máy nằm dưới cống nước dẫn vào hầm đá trong mỏ khai thác đá ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an thành phố Dĩ An có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Tại đây, một chiếc xe máy biển số 60V62073 bị hư hỏng, mắc kẹt dưới cống dẫn nước chảy vào hầm đá kế bên. Cách đó là chiếc nón bảo hiểm màu đỏ nằm bên rìa. Theo ghi nhận, khu vực hầm đá này rất sâu, nước dâng cao, có đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm vào. Người dân thông tin chiếc xe máy này của một nam bảo vệ làm việc tại bãi khai thác đá này. Tối qua trời mưa to, nước ở khu vực này chảy xiết đổ ra hầm đá, nghi khả năng người đi xe máy đã bị nước cuốn trôi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.